Đây là kênh YouTube Lê Thanh Minh Tùng 1985. Kênh chia sẻ những câu chuyện về đạo đức của xã hội, đạo lý làm người. Đặc biệt chia sẻ câu chuyện của một đối tượng có tên Lê Tùng Vân, tên tội phạm cầm đầu băng nhóm lừa đảo, giả mạo chùa, giả mạo cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi và người già, trục lợi từ thiện, tên tội phạm biến thái, bệnh hoạn tình dục, quan hệ bầy đàn, tên tội phạm cưỡng dâm, loạn luân. Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2023, Minh Tùng tiếp tục chia sẻ nội dung câu chuyện về cái sự nhìn nhận đánh giá tổng quát Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt giam tội cưỡng đoạt tài sản. Ở phần 1 ngày 16 tháng 11 năm 2023, Minh Tùng đã chia sẻ về việc vì sao ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản. Một số điểm lưu ý về những mối quan hệ của ông Lưu Bình Nhưỡng đối với tên tội phạm có 3 tiền án là Phạm Minh Cường, còn gọi là Cường Quắc, cũng bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ở phần 2 này, Minh Tùng sẽ chia sẻ ông Lưu Bình Nhưỡng là ai, mà được gọi là đại biểu của dân oan, oan như cái kiểu oan ức của Lê Tùng Vân, vị trí cương vị của ông Lưu Bình Nhưỡng khi còn đang ngồi ghế quốc hội, nhưng câu nói bất hữu của Lưu Bình Nhưỡng và nó đến nay có giá trị gì, tồn tại đến đâu? Tại sao nói hay mà làm không hay? Chắc ai cũng biết ông Lưu Bình Nhưỡng, nhưng Minh Tùng sẽ chia sẻ cụ thể hơn, rõ ràng chi tiết hơn về ông này, để mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn và hiểu rõ hơn về ông Lưu Bình Nhưỡng. Và bây giờ mời mọi người lắng nghe Minh Tùng chia sẻ nội dung trong phần 2 này. Những người như ông Đoàn Ngọc Hải đã và đang làm được nhiều việc rất vĩ đại. Chưa ai đứng ra chịu trách nhiệm về thiệt hại kinh tế do dừng đăng kiểm. Đi xin tài trợ, tôi không cầm bất cứ đồng xu nào. Đình chỉ ngay cán bộ thăng tiến thần tốc, nâng đỡ không trong sáng. Việc của dân thì cứ đè ra xử, còn cơ quan nhà nước thì không có ai chịu trách nhiệm cả. Cần quyết liệt khơi thông dòng chảy của pháp luật, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn. Xử lý hình sự tội phạm tham nhũng không phải đi đòi nợ. Phạt tiền hay phạt tù với tội phạm tham nhũng, kinh tế, nên hay không? Tôi cho rằng, muốn có câu trả lời chính xác về ý thức pháp luật, thái độ tuân thủ, sự im lặng cầu an của người có trách nhiệm thì hãy làm rõ vướng mắc từ thể chế và cơ chế thực hiện, xử lý quyết liệt nhưng phải công bằng, đồng thời đừng quên củng cố niềm tin cho cán bộ khi họ dấn thân, sáng tạo, là người tiên phong mở đường. Người dân Việt Nam biết đến ông Lưu Bình Nhưỡng qua những câu nói trên, những câu nói gây chấn động nghị trường quốc hội, những câu nói đi vào lòng người dân. Vậy ông Lưu Bình Nhưỡng là ai? Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế. Tính đến 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Ông Nhưỡng đã từng làm chánh văn phòng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ông Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, 2016 đến 2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 2016 đến 2021. Ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 14 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 đến 2021 kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2018. Đã từng làm Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Thụy Sĩ. Một tiến sĩ luật kinh tế thì am hiểu về luật như thế nào? Một ông thầy với 22 năm làm giảng viên Đại học Luật, một trường đại học luật nằm giữa thủ đô của đất nước Việt Nam thì không những hiểu về luật mà ông Lưu Bình Nhưỡng còn đi giảng dạy, tuyên truyền pháp luật. Một vị đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Một vị phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Với một ông như Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, đã hết đi hết một cuộc đời, vì có bài hát Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời thì kiến thức ông ta có, kinh nghiệm ông ta có, và đảm nhiệm nhiều vị trí cao trong xã hội dĩ nhiên sự trải nghiệm cũng có. Một người có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm thì để cáo buộc ông Lưu Bình Nhưỡng khởi tố ông về tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng thì có dễ dàng không? Đối với một người như ông Lưu Bình Nhưỡng, cơ quan chức năng phải thu thập chứng cứ rõ ràng, đủ tất cả mọi thủ tục pháp lý thì mới có thể bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng. Nếu cơ quan chức năng làm việc không đúng quy trình thủ tục pháp lý hoặc sơ sót một điều gì đó thì việc bắt giam Lưu Bình Nhưỡng là điều không thể, vì với trình độ học thức, kinh nghiệm, trải nghiệm như ông Lưu Bình Nhưỡng thì ông ta sẽ phản kháng, phản bác lại ngay tại chỗ, hoặc sau khi bị bắt giam thì những động thái không tốt đối với chính quyền sẽ xảy ra khi người thân, bạn bè của ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng kêu oan. Ngay tại buổi tối khi được đọc lệnh khởi tố và bắt giam, thái độ ông Lưu Bình Nhưỡng rất bình tĩnh, nghe rõ và ký tên. Tại buổi khám xét ở nhà riêng dưới quê của ông Lưu Bình Nhưỡng, người thân cũng có mặt và chấp hành tốt. Việc này cũng cho thấy rằng ông Lưu Bình Nhưỡng đã biết ngày ông bị khởi tố và bắt giam sẽ xảy ra, nhưng không biết thời gian và địa điểm thế nào. Nhưng tại sao ông Lưu Bình Nhưỡng và người nhà, bạn bè của ông Lưu Bình Nhưỡng ở Việt Nam lại im lặng, điềm tĩnh,
Bản thân ông Lưu Bình Nhưỡng cũng giữ thái độ ôn hòa bởi vì ông Lưu Triều Tiên hiểu rằng có thế lực chống phá nhà nước chống lưng ông Lưu Triều Tiên sẽ lên tiếng kêu oan cho ông Lưu Triều Tiên, và còn có những người dân oan mà oan theo cái kiểu oan ức của ông Lê Tùng Vân sẽ lên tiếng ra rã nói oan oan cho ông Lưu Triều Tiên. Ở nước Việt Nam, những cán bộ đứng đầu nhà nước Việt Nam, những cán bộ thuộc cấp cán bộ cao cấp nhất, đứng đầu bộ máy chính quyền Việt Nam, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bị bắt giam, không phải là không có mà ngược lại gần đây có rất nhiều người như vậy bị khởi tố và bắt giam. Nhưng người dân Việt Nam không có tỏ thái độ nghi ngờ khi nhóm các cán bộ cao cấp này vi phạm pháp luật hoặc các thế lực phản động, lưu vong ý kiến gì. Nhưng khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt thì người dân tỏ thái độ nghi ngờ và đám phản động lưu vong bô bô cái miệng lên oan oan cho ông Lưu Bình Nhưỡng. Tại sao lại có chuyện như vậy? Đơn giản là vì ông Lưu Bình Nhưỡng trước đây có những phát ngôn như là những ông quan thanh liêm, chính trực, sống vì dân, lấy niềm tin cho nhân dân với những câu nói chấn động nghị trường quốc hội. Ví dụ như, chúng ta nói sẽ bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm nhưng lại chưa lượng hóa được thế nào là dám nghĩ dám làm, cũng như chưa có được cơ chế để bảo vệ họ. Vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Hãy hình dung xem mình hoặc người thân của mình ở trong số 0,0001% oan sai thì mình sẽ nghĩ như thế nào. Chính vì tỷ lệ này nên ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu không khắc phục vấn đề này thì rất nguy hiểm, và tỷ lệ oan sai này liên quan đến một tỷ lệ rất quan trọng là tài liệu có hay không có tỷ lệ công lý. Công lý thì làm sao có tỷ lệ? Công lý là công lý. Chính những câu nói này đã đi vào lòng người dân, đi vào sâu niềm tin của nhân dân, nên người dân Việt Nam mới có thái độ nghi ngờ về việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị kết tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng tự ý tham gia lấy ý kiến của người dân trong các vụ án Đồng Tâm, vụ án vườn rau Lộc Hưng, vụ án Hồ Duy Hải, mà các vụ án này đám phản động lưu vong đang xuyên tạc, sách nhiễu dân chúng, chửi bới chống phá chính quyền Việt Nam. Cùng với những việc như vậy, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng thường xuyên chia sẻ các bài viết của các nhóm phản động lưu vong. Đây cũng là lý do khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt thì các nhóm thế lực phản động lưu vong ra rã cái mồm thối kêu oan oan cho ông Lưu Bình Nhưỡng. Vậy những lời nói của ông Lưu Bình Nhưỡng trong thời gian qua có giá trị và tồn tại đến đâu? Theo bình luận của mọi người thì các câu nói của ông Lưu Triều Tiên đã không còn giá trị vì đó là các câu nói giả tạo, đạo đức giả, ngụy quân tử. Các câu nói đó đều có mục đích để che đậy hành vi xấu xa, tham lam của ông Lưu Triều Tiên. Tất cả các câu nói đó đều có chủ đích, mục đích. Ví dụ như câu nói, chúng ta nói sẽ bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm nhưng lại chưa lượng hóa được thế nào là dám nghĩ dám làm, cũng như chưa có được cơ chế để bảo vệ họ. Mục đích câu nói này có thể sau này ông Lưu Triều Tiên sẽ bị hại bằng cách nào đó đến từ chính quyền Việt Nam. Câu nói, vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Người thân của mình ở trong số 0,0001% oan sai thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Nếu không khắc phục vấn đề này thì rất nguy hiểm, và tỷ lệ oan sai này liên quan đến một tỷ lệ rất quan trọng. Chủ đích, mục đích câu nói này ám chỉ rằng có thể sau này ông Lưu Triều Tiên sẽ có thể bị kết án oan oan ức ức lắm lắm. Một con người với kiến thức, trình độ và trải nghiệm hơn nửa cuộc đời như vậy, thì việc ông Lưu Triều Tiên dùng những lời nói như vậy để làm hành trang, hành lý, để có cái cớ bảo vệ cho những việc làm xấu xa của ông Lưu Triều Tiên thì không có gì lạ đối với xã hội hiện nay. Lắm kẻ nhiều người tạo vỏ bọc tốt để hoạt động phi pháp. Trước khi sự việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, cũng có nhiều người thuộc cán bộ cao cấp trong bộ máy đứng đầu nhà nước Việt Nam bị bắt, thì không thấy đám phản động lưu vong vào bên vực, nhưng đến khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt thì đám phản động lưu vong lại nhảy vào bên vực. Càng rõ ràng hơn là đám luật sư lưu manh trong vụ án Lê Tùng Vân cũng lên tiếng, lộ rõ bản chất là tên tiến sĩ luật lưu manh Đào Kim Lân. Cũng không có gì lạ vì đối tượng tội phạm Lê Tùng Vân cũng là tên dạy dỗ con cháu phản động, kết nối chia sẻ với lũ phản động, và ông Lưu Bình Nhưỡng cũng chia sẻ những bài viết của đám chống phá nhà nước Việt Nam, nên đám luật sư lưu manh của nhà Lê Tùng Vân cũng tham gia vào câu chuyện của ông Lưu Bình Nhưỡng. Bản chất của đối tượng tội phạm Lê Tùng Vân và ông Lưu Triều Tiên như nhau, ngoài mặt nói tuân thủ pháp luật, sau lưng thì xỉ sói, mỉa mai, nói xấu chính quyền, đưa ra các yêu sách bất hợp lý, khi bị chính quyền nhắc nhở thì kết nối với đám phản động và bắt đầu làm các việc phi pháp. Đó là kẻ sống hai mặt, đạo đức giả. Nếu việc làm phi pháp của họ không bị phát hiện thì họ là những kẻ anh hùng trong thế giới này, dám ăn, dám nói, dám chống lại những cái xấu. Nhưng nếu việc làm của họ bị phát hiện thì đám phản động sẽ lên thay mặt họ và kêu oan oan ức ức lắm. Đúng là những kẻ trong thiên hạ thông minh như tên Lê Tùng Vân và ông Lưu Triều Tiên không biết còn bao nhiêu người và sống được bao nhiêu lâu. Có thể nói gần đây nhóm tội phạm có kiến thức, trình độ như ông Lưu Triều Tiên đang dần dần phát triển. Chỉ cần nhớ cái công thức như sau, kêu oan cho người dân, khi người dân sống tốt với pháp luật, khuyên cán bộ nhà nước sống liên minh, chính trực, làm từ thiện cộng đưa ra các yêu sách cho nhà nước Việt Nam và cộng quan hệ chia sẻ các vấn đề của đám phản động lưu vong bằng tha hồ phạm pháp ở Việt Nam. Không bị phát hiện hành vi phạm pháp là anh hùng hô mưa gọi gió. Bị phát hiện thì là kẻ thua cuộc, thua thì chung thôi. Nên kết luận rằng xã hội phải thật sáng suốt đối với những kẻ như vậy. Nhà nước Việt Nam cần phải tăng cường theo dõi, xử lý loại tội phạm này. Một loại tội phạm có kiến thức, có kinh nghiệm, có trải nghiệm trong cuộc sống.
loại tội phạm này không đơn giản những tên cướp giật, trộm cắp tài sản hay giết người. Mà loại tội phạm này cực kỳ nguy hiểm, một loại tội phạm âm thầm phá nát sự sống của người dân, phá nát bộ máy chính quyền nhà nước Việt Nam. Vâng. Minh Tùng xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe Minh Tùng chia sẻ nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Minh Tùng xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện khác.